Em xin chào các bác. Thắng Audio bên em thì luôn chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, bình yên. Sau đây thì em xin mời các bác nghe một bài test nhạc do loa Yamaha đời cao nhất của đời 690. Đôi này là Yamaha 690 3 năm mã, biểu diễn một bài nhạc rất là sôi động cho các bác. Các bác mà thích trầm nhiều, trung âm đôi 690 3 năm mã thì cực là hay. Trung âm lồng lộng rất là cao, nghe rất là sáng. Và trầm của đôi 690 3 năm mã thì các bác chắc chắn là không chơi được. Xin mời các bác thẩm âm và nghe dòng 690 3 năm mã biểu diễn nhé. Tuyệt vời không ạ? Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các bác có nhu cầu sở hữu đôi 690 3 năm mã Mark 3 đời cao nhất của dòng 690, alo cho em theo số 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.